い、皆さんでは始めましょう。いやー、これは？はい、OK、ブクロティン。すみません、間違えて切符を買っちゃったんですが、ですが、払い何々もらえませんか？あ、ちょっと、rồi, đúng không? Tôi muốn nhầm vé rồi, đúng không? Vậy thì không biết là tôi có được trả tiền vé không? Ừ, biết rồi, đúng không? Đấy, nhưng một chữ thôi, có rất nhiều cái... Đâu ta? Có rất nhiều cái nghĩa trả lại, đúng không? Ví dụ cái cũng là trả mà nhỉ? Nhờ, đúng không? Rồi thì nào oxy cũng là làm lại cái gì đó mà trả lại nhá, đúng không? Ví dụ kaki nào sự chẳng hạn này, khăn gây nào sự chẳng hạn này, đúng không? Rồi chizuke được ở thì chắc là không phải rồi, đúng không? Đấy thì có rất nhiều nghĩa lại nha các bạn, để ý nhá. Cái từ trả lại tiền ấy nó sẽ là harai modosu, nhớ chưa? Nên nó sẽ đáp án sẽ là số mấy? Số 1, chính xác. Rồi chính xác đáp án sẽ là số 1 các bạn nhé, của cụm từ harai modosu. Nhớ chưa ạ? Vì các bạn cũng dễ nhầm đôi khi nhìn dịch nhanh nhanh ấy, đúng không? Có thể ở đây các bạn tỉnh táo hơn hoặc là ở nhà nó sẽ minh mẫn hơn, như đến lúc mà đi thi chẳng hạn, đúng không? Hoặc lỡ tay đôi khi lại ở lại này, đúng không? Trả lại này, đúng không? Đấy mà học rất nhiều cái lại là viết lại này, đúng không? Rồi thì viết lại, đọc lại, rồi nghĩ lại chẳng hạn ấy, dễ chọn số 3 lắm, đúng không? Rồi, ok, tiếp câu số 2 nào. Moto no data ga machigaete ita node shiro wa zenbu tsukuri nani nani koto ni natta. Đôi khi ý, cái phần từ vựng nó không khó, chẳng qua đôi khi các bạn dịch nhầm, đúng không? Đấy, cái giữ phần cái phần lữ diệu gốc thì hay nhá. Moto no data, đúng không? Nó bị nhầm, bị sai mất, thì nên tài liệu này phải làm lại toàn bộ. Đấy, lúc này lại thì ok, đúng không? Đấy, thì đây là tome với tôi này, dừng lại này, đúng không? Rồi màu màu hoa rự này, đúng không? Rồi đây là đa sự này, đúng không? Thì là cứ ra cái gì đấy, đấy là những cái hậu tố các bạn nhá. Đấy chưa? Đúng không? Mà là có những động từ ghép ấy. Đây nó sẽ đây mới là nào sự này. Đây mới là lại này, đúng không? Lúc ấy trả lại. Đấy trả lại thì là harai modosu. Nhưng mà làm lại thì là tsukuri naosu, đúng không? Đấy, tiếng Nhật đấy các bạn ạ. Rồi, đúng rồi, chính xác các bạn sẽ là số 2 nha. Tsukuri naosu koto ni shita. Yachigi 3 ban. À, mo hongya mo shimatte imasu ne. Shimatte iru ne. Zannen da kedo eki ni hiki nani nani koto ni shiyou. Nào, chigi chúng ta đến với câu số 3. Thôi, hiệu sách đóng cửa mất tiêu rồi, rất là tiếc. Thế nhưng mà gì đây nhỉ? Eki ni hiki. Hiki gốc của nó là chữ dẫn mà nghĩa là kéo cái gì đấy, đúng không? Ok thì mình hiểu là quay trở lại, đúng không? Đấy, vì là cửa hiệu sách đóng cửa mất rồi, đúng không? Rất tiếc, nhưng bây giờ làm nào, đúng không? Ok thì phải quay trở lại nhá, nhìn thấy chưa? Đó, chúng ta sẽ có từ nào đây? Hiki cái sự, đúng không? Lại này, ageru, đúng không? Rồi thì tomeru, rồi ukeru, cái từ này thấy cái có nghĩa không? Đúng rồi, chính xác, trong từ này quay trở lại nhá. Nếu mà từ đồng nghĩa với nó, từ này nó sẽ bằng từ modoru, biết không ạ? Đấy, nếu trong những dạng bài hỏi từ đồng nghĩa thì hiki cái sự nó sẽ bằng với modoru các bạn nhé. Nghe chưa? Đấy, không phải kéo trở lại cái gì đâu mà nói chung là quay trở lại bằng với modoru. Nghe chưa? Nên đáp án chính xác sẽ là số 1. bên tầm này bên này là 8:30 bên Nhật rồi, đúng không? Đấy, có những bạn đi làm sớm ta. Đấy, học tầm này nó mới tỉnh táo này, mình dạy học bài nên là sẽ dạy học bài cùng các bạn này. Rồi còn những từ khác đây, đúng không? Đấy, chúng ta có những từ khác mình hướng dẫn cho các bạn nhá. Ví dụ như hiki sageru, đúng không? Đây chữ hạ này, tức là kiểu hạ giá này, kéo cái giá xuống này, hoặc là gì đây, đưa giúp lại những cái đề xuất đề án chẳng hạn này, đúng không? Thì đây là câu số 2 nha. Đúng không? Còn tiếp theo có từ hiki tomeru, đúng không? Đấy thì có nghĩa là giữ lại các bạn nhá, giữ người lại, giữ khách lại, đúng không? Đấy, có ai giữ em lại không, đúng không nhá? Thì số 3. Rồi tiếp theo có hiki ukeru, đúng không? Đấy thì bây giờ nhận việc thường thường sẽ là shigoto hiki ukeru, nhớ chưa nhá. Rồi thì trong trường hợp này thì nó chả liên quan gì cả, nó lại là gì đây, quay trở lại nhá, hiki cái sự nghĩa bằng với modoru. Rồi chính xác nhá. Trước khi câu số 4 nào. Rồi この試験は同時に2回しかされないからきちんと勉強しないと GRBT ですね。日本語能力試験ですよ。Thế như bạn chọn phát hành đấy, đúng không? Đấy, phát hành báo chí cái gì đấy chứ, đúng không? Đấy, đấy trong từ này nó phải là từ nào đây? GC, đúng không? Được tổ chức nhá, chữ thực với cái chữ thi. Đấy, nghe âm Hán Việt thực thi nghe không hợp lý lắm, đúng không? Thế nhưng mà trong cái này thực thi là tiến hành cái gì đó, nhớ chưa ạ? Đấy, tiến hành một sự kiện nào đấy các thứ chẳng hạn nhé. Và đây là kỳ thi này được tổ chức, được tiến hành, đúng không? Một năm hai lần học anh là nói vào. Thực địa, làm gì có địa đâu. Đấy, làm gì phải thực địa đâu, đây là GC mà, đúng không? Thực thi nhá, không phải địa đâu, chữ này là chữ địa, đúng không? Đấy cũng có tha, như thế mà nếu mà chúng ta có bộ thổ ấy, địa phải có thổ chứ, địa phải có thổ của đất chứ, đúng không ạ? Rồi chính xác đấy, nếu mà câu 2 chúng mình sẽ đọc cái từ này là cai yêu, đúng rồi, chính xác, phải cai cô đâu nhá. Nhớ chạm vì có chữ hành đằng sau các bạn sẽ đọc cô lắm đấy, điều cô, đúng không? Tiện đây sẽ là cai yêu ở cai cô, không phải đâu nhá, từ này cai yêu có nghĩa là xuống dòng, nhớ chạm enter, nơi enter xuống dòng ấy.
thực địa ấy. Rồi tiếp theo phát hành thì phát hành báo chí các thứ này nọ nhá, nhìn thấy chưa ạ? Ok, với chim băng à, chim bương này đúng không, hay siêu căng chi này à, rồi như là gì phát định được đúng không, hoặc là cấp định được nhá. Đấy đôi khi dịch nó nghĩa là cấp ý, tiếng Việt phong phú lắm đúng không, cấp visa này đúng không, rồi cấp passport này đúng không. Đấy còn thực từ này là thực hành cái gì chứ, thực hành đúng không. Đấy thực hành tiến hành cái kế hoạch đó đúng không, biến nó thành trên hiện thực ấy, biến từ cái kế hoạch đấy thành hiện thực đó thì nó sẽ là kê các cự. Nhớ chưa? Và đây chỉ là tiến hành cũng là, trời ơi, đúng là tiếng Nhật của khác đúng không? Đấy thực thi mà nghĩa là tiến hành, tổ chức mà nghĩa tổ chức nhá, đúng không? Đấy tổ chức 1 năm 2 lần. Nên đáp án sẽ phải là số 1 anh em ơi. Đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta sang với câu số 5. Nhẩm tí gì căng nhỉ? Rồi, câu số 5 ra chưa? Sai kinh đô đô bổ gạo phế tế được là chỉ cả đó. Uchimo nani nani shinai tuần em. Đoạn đây là trộm cắp đúng không? Rất nhiều luôn. Thế nên là chúng ta phải làm sao? Rồi, câu số 5 các bạn đọc là gì? Đó, đôi khi kiểm tra chữ Hán nữa, cái từ còn lại nữa cho nhớ, đúng không? Đấy đâu chỉ là mình làm các bạn một câu này, chúng ta biết một câu, đúng không? Chúng ta nhớ những từ còn lại nữa nhá. Yojin, chính xác, đúng không? Vì bình thường chữ này mình đọc là xin, đúng không? Như kiểu xin bay các thứ chẳng hạn này, đúng không? Như trong từ này nó là yojin, nhớ chưa? Và đó, từ ngược nghĩa với nó sẽ từ yêu đang sư đựng, đúng không? Có nghĩa là kiểu thờ ơ, rồi bất cẩn chẳng hạn ấy, đúng không? Nhá, siêu đang shinai de kudasai. Còn đây sẽ là yojin shinai to, đúng không? Chúng ta phải cẩn trọng thôi, đúng rồi, chính xác các bạn sẽ là số 1 các bạn nhé. Số 2 nó là ryogai, đổi tiền, đúng không? Số 3 là natoku, đúng không? Là kiểu như là hiểu cái gì đó, đúng không? Ok, lĩnh hội lên này. Còn số 4 là nechiu, đúng không? Nhá, chính xác các bạn sẽ là số 1, chuẩn luôn. Nhá, cái câu số 6 nào. Kurukuruma ga hoshii. À, kore ya yosan nani nani da kara. Moshikoshi yasui no ne shiyou. Em muốn cái xe này, em muốn cái đồ này, nhưng mà làm sao đây, dự toán của mình làm sao đấy mà thôi thôi, lấy cái rẻ hơn vậy nha. Đấy. Huyền này, Yosin đấy, từ này chẳng may nó hỏi trong phần ngữ kanji ấy, đúng không, là mình dễ nhầm lắm đấy, mình quen với cả từ xin rồi đúng không, cho shinpai các thứ chẳng hạn đúng không. Đấy như vậy là Yosin nhé Huyền rằng nhá. Rồi câu số 6 nào. Em muốn cái này, em muốn cái kia, nhưng mà thế thì vượt quá cái dự toán chi tiêu mất rồi đúng không. Hôm trước chúng ta có từ này rồi đấy đúng không, trong chô cạn đúng không, nếu mà tiếng Nhật gốc của nó có từ chô cạn, vượt quá cái dự toán, vượt quá cái thời gian quy định nào đó thì nó sẽ là chô cạn nhớ đúng không. Như trong trường này nó dùng katakana cơ, và đó chính là, đúng rồi chính xác, oba chính là over ấy đúng không, opa over đúng không, vì đã vượt quá cái dự toán rồi, thế nên thôi em chọn cái dễ rẻ thôi vậy đúng không. Ok, follow đúng không, follow ấy đúng không. Rồi plus là điểm cộng à nhờ đúng không. Bargain là sự, đúng rồi chính xác, bargain sale đấy ấy, đúng không, là những hỗ trợ giảm giá đúng không. Vượt dự toán chính xác, ok đáp án số 1 chọn luôn. Yachi câu số 7 nào. Ne sozuki yo nan ka chikai kai desu ka kedo nani ni wa doko atsuke no shiro da yo. Rồi chính xác đúng không, câu này là gì, concerto, concerto nó là gì, rất nhiều cái con đúng không, nhưng phải là con cư rự đúng không, những buổi công diễn này, concerto đúng không, là những cái buổi thi cái thứ này nọ đúng không, compacto như cả một cái hộp phấn đấy đúng không, cũng rất nhiều con, như đây là concerto các bạn nha, đúng không, là ổ cắm các bạn nhé, concerto đúng không, chính xác đúng không, chắc là cái ổ cắm của nó đâu ấy nhỉ, đúng không, đằng sau bàn ấy, đúng rồi chính xác là bài sẽ là số 1 các bạn nha. Rồi trước khi câu số 8 nào, kono furu ni atteru. Chút tổ scato tổ cứ nó nani nani gạo quá đuôi cả nọ đúng không, cái bộ quần áo này có hợp không đúng không, cái bộ này, bộ trang phục này đúng không, tổng thể này có hợp không. Chút tổ scato tổ đó cả cái này cứ như thế chưa đúng không, scato là cái váy dài ấy nhở đúng không, với cả cái váy này với cả cái gì nhở, cái giày nó làm sao nó quá đuôi, như thế chưa, nó cái gì quá đuôi. Mẫu xấu á, thai bự là loại đúng không, có hợp lý không, rất nhiều bạn chọn 4 nhờ, không phải rồi. Timing ngữ đúng là cụm từ timing ngữ và đôi cụm từ đó đúng có, nhưng đặt trong câu này ấy, có hợp lý không? Timing ngữ là kiểu như hợp thời cơ ấy, đúng không? Ví dụ như là đến có đúng lúc hay không chẳng hạn ấy, đúng lúc thì ta là timing ngữ và gai. Còn timing ngữ và đôi đúng không? Có nghĩa là không đúng lúc tí nào, mình đến mà mình chẳng gặp được ấy, đúng không? Rất là timing ngữ và đôi. Sao rất nhiều bạn lại chọn số 2 nhỉ? Số 2 với cả số 4 chứ, kiểu không phải rồi. Đúng không? Etiquette như kiểu là cái phép xã giao lịch sự ấy đúng không, cái việc mà đấy ngáp phải che miệng cái thứ chẳng hạn này đúng không, đấy có phụ nữ thì phải đi ra phải giữ cửa cho người ta này đúng không, ồ say độ này đúng không, đấy thì mới là kiểu phép lịch sự đúng không ạ.
Ừ, đấy rất nhiều bạn quay xe, có ai quay xe không? Balance sự là sự cân bằng ấy đúng không? Đấy giữa cái sự cân bằng giữa cái đôi giày này đúng không? Tức là cái sự thống nhất định được cái sự kiểu như là nó như tạm thời cho hay nhỉ? Đúng không? Cứ cân bằng được mà đúng không? Balance sự thì mình thường quen với chứ cả Eono balance sự đúng không? Sự cân bằng dinh dưỡng đúng không? Như chay trong câu này phải dịch đúng lên đúng không? Thì chúng ta phải loại số 4 trước nhỉ? Đúng không? Giữa cái váy với cả cái giày nó không cân xứng cho lắm đúng không? Đấy nó không được đi nó không hợp với nhau cho lắm cũng được đúng không? Thì có thể là balance sự để xếp balance sự Gawadoi đúng không? Đúng rồi, số 3, đúng chính xác đấy mình vừa nói đấy đúng không? Đấy là khi mà chúng ta học thói quen và những nghĩa là đó là chúng ta cứ mặc định là như vậy đúng không? Chúng ta không nghĩ có những nghĩa khác nữa đúng không? Đấy thì ok nhá, để balance sự là có sự cân bằng đúng không? Có sự hợp lý giữa hai cái giày với cái váy đấy nó không hợp nhau lắm ấy, kiểu thế, nó không cân bằng nhau lắm về màu sắc, về thiết kế hay là về kiểu dáng chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy nhưng không có cụm nào thay bởi gà qua đâu y. Nhớ chưa, về chữ cụm từ là balance sự gà y, balance sự gà gò đâu y. Đó còn cụm từ số 2 ấy, timing ngữ gà đúng không? Qua đâu y có thì nhưng mà trong ngữ cảnh là hợp thời, tức là đúng lúc hay không ấy đúng không, thì đây là không đúng lúc tí nào nhá. Còn etiquette đúng không thì cũng có đúng không, là phép xã giao lịch sự hay không, tốt hay không đúng không? Ừ. Đúng, tại thầy cô cứ bảo đúng là cái dấu hiệu đúng không, tức là nếu mà trong những dạng môn A6 chẳng hạn ấy đúng không, thì nếu mà các bạn học từ balance sự thì cứ nhìn mà tìm cách chọn từ ấy, thì cứ tìm cho các bạn đúng không, cứ dinh dưỡng là ok chọn balance sự đúng không? Tại thầy cô đúng rồi. Đâu anh mình đáp án sẽ là số 3 mới chính xác nha. Đó, câu này là những phán dụng ngữ sử dụng gì mà hết ED này đúng không? Đấy, ED là gì đây? Cánh tay này, chân này, mắt này, tay này, nhờ. Giúp tôi tí, bằng biết rồi, đúng không? Đấy, nếu mà ude o migaku, từ này là ude o migaku, migakimasu các bạn nhé, có nghĩa là mài. Từ là ude trong từ ude gai, đúng không? Tức là tay nghề nó giỏi, đúng không? Thì đây có cụm từ là ude o migaku, thì có nghĩa là mài giũa tay nghề, trau dồi, đúng không? Đấy, tay nghề, nhớ. Rồi asio hakondara, đúng không? Đấy, cất công, bê cả cái chân đến ý, tức là đấy, mình cất công, mình đến tận nơi, ý, đúng không? Thì cũng là hasio hakoru, hakom, hakomu. Đấy, đúng không? Thì đây sẽ là Hakondara. Meo hiku, đúng không? Tức là sự thu hút, kéo ánh mắt về, đúng không? Như trong tập này chúng ta dùng phương án số 4, Teo Aitara, đúng không? Có nghĩa khi rảnh tay, khi tay nó trống, đúng không? Ok, chính xác. Đấy, cứ nhìn này đúng rồi, đúng không? Đấy, còn chị em mình, đúng không? Cứ nhìn thấy quần áo, chắc là loại quần áo này, cái kia, đúng không? Đấy, như kiểu dáng, cái thứ chẳng hạn, nhờ. Rồi chính xác câu số 9, rảnh rỗi đúng rồi đấy, cái tay nó rảnh tức là tay nó trống tức là rảnh đấy nhá, chứ không phải có lúc nào dịch là mài rũa cái tay, cái UD UD là gì ở cánh tay đúng không, không phải ngồi đi mài mài nó đâu nhá, nhớ chưa ạ? Đúng rồi, không phải đánh cái tay đâu nhá, rồi không phải là bê cái chân đi đâu đâu nhá, hay là kéo cái mắt về đâu đâu nhá, đúng không? Mà số 1 nó sẽ là mài rũa tay nghề, trau dồi tay nghề đúng không, rồi cất công đến tận nơi đúng không, rồi thu hút cái gì đó chẳng hạn như đây tê gái ai ta là nghĩa là dầu chống tay, tức là dành cho ta đấy đúng không, chính xác. Nào có 60 nào. Cái cụm từ atama ga aga này đúng không, kiểu kiểu là mình không ngẩng đầu lên được đúng không, cái này như thế chưa, aga là lên đúng không, ngẩng lên đúng không, đấy thì ok tức là không ngẩng đầu, tức là mình lúc nào cúi mình tôn trọng ai đó này đúng không, hoặc là gì mình không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đó ấy, đúng không, đấy xấu hổ cái thứ chẳng hạn ấy, thì mình là cái này đúng không. Thế nhưng mà hàng xóm nó ầm ĩ thì liên quan đến việc mình xấu hổ hay không đúng không, không phải nhá. Rồi mimio uta ga đúng không, từ này có nghĩa nghi ngờ đôi tai mình, không thể tin vào tai mình, không thể tin vào những điều mình nghe thấy đúng không, đấy những quán dụng ngữ mà đôi khi mình áp nó vào nhá. Rồi cứ chiều đa sự mình đưa cái mồm của mình ra, tức là chõ miệng vào này đúng không, đấy nói chen vào này đúng không. Và trong tập này ki gá chi đự đúng không, ki là cái khí của mình ấy, cái tâm trạng của mình nó chi đự chữ tạm là rơi ra, rơi giải rác chỗ này chỗ kia đúng không, chính là bị phân tâm đấy đúng không, nên đáp án chính xác, đúng rồi chính xác. Rồi số 4 nha các bạn, rồi hai câu rồi trời ơi đúng không, sai bây giờ thoải mái đi, sai mà mình sẽ nhớ được từ đấy, các bạn công nhận không, đúng thì đôi khi cứ làm được đúng hơn lướt hết qua đúng rồi chả quan tâm đúng không, nhưng mà những câu sai mình sẽ nhớ hơn rất là nhiều nhá. Rồi hãy khởi động một chút từ vựng để chúng ta học thêm được 10 từ vựng rồi đúng không, và cũng nhớ được là ngữ cảnh sử dụng của nó làm sao chứ không đơn thuần là nghĩa tiếng Việt là gì đúng không nhá, và học thêm được cả bốn cái ba đáp án khác nữa, thế là mình nhớ được tầm 40 từ vựng rồi còn gì nhờ, đấy học ở đấy chứ học ở đâu nữa, công nhận không, chứ không phải là chúng ta sẽ cùng nhau là ngồi gạo lại tầm này đừng có mà ngồi gạo lại tất cả những cái từ ngữ ở trong ở đây Shinkansen thế này, Mimikara thế kia đúng không, không nhớ đâu nhá, thực chiến thật nhiều và làm thật nhiều đề vào nhớ chưa, tăng vốn từ vựng lên bằng cách đó nhớ chưa. Rồi câu số 1 nào, chúng ta sẽ có nhá. Sonke sức được kiêu diệu, đang có kênh kiêu thực sự kết được của tôi gà đi kỳ tết tôi tìm một xe qua xe đen rất nhiều cái mô tô đúng không ạ, đấy ok nhá, thì chúng ta có mẫu câu no mô tô đấy đúng không, đáp án chính xác sẽ là số 2 chuẩn luôn, nhìn thấy chưa, nó cứ dưới sự dẫn dắt của ai đó đây, kêu chứ của một giáo sư đúng không, mà tôi rất tôn kính này, dưới sự dẫn dắt của một can tốc cự này đúng không, đấy một cái chỉ đạo các thứ chẳng hạn này đúng không, đấy dưới sự chỉ đạo của ai đó, dưới sự dẫn dắt của ai đó nhá, bày tỏ là biết ơn, nó lớn lên tình yêu thương của ông bà cha mẹ chẳng hạn ấy, thì chúng ta rất hay dùng cái no moto đấy
Nhớ chưa? Thì đáp án chính xác sẽ là số 2. Còn số 1 là ố mô tô ní. Nhìn này, chưa có mẫu câu này không? Có, đúng không? Danh từ đi ố mô tô ní. Hoặc một thì quay các bạn, mô tô là chữ nguyên, tức là lấy cái này làm gốc rễ để mình tạo nên một cái gì mới, mà thường thường là dựa trên một câu chuyện có thật. Đấy đấy, đúng không? Khi mình nói học ngữ pháp thì mình hay nhớ đến những cái ngữ cảnh mà hay sử dụng của nó, dựa trên một câu chuyện có thật, đúng không? Chi sai ni atta hanashi o moto ni. Thì tôi có thể là số xét chữ này, đúng không? Có thể là ega o tsukuru, nhớ chưa? Nhớ để tạo ra bộ phim, viết tiểu thuyết chẳng hạn, đúng không? Lấy cái đó là nguyên liệu chất luyện bắt đầu. Có o moto ni shite không? Có, đúng không? Nó chính là phiên bản của cái này luôn, đúng không? Đây là chưa có động từ thôi nhá. Rồi tiếp theo, đúng không? Ni moto jute cũng moto, nhưng mà moto jute là dựa trên, nhưng mà không phải là dựa trên lấy cái này là gốc rễ đâu nhá, mà dựa trên những kinh nghiệm này, dựa trên những dữ liệu để mình làm cái gì đó, nhớ chưa ạ? Thì mới là số 4 nha. Đúng rồi, chính xác. Câu này câu 1 sẽ là bài số 2 nhá. Rồi, trước khi đến với câu số 2 nè. Kono mise wa aji wa nani nani nedan wa yasui no de yoku nanka kayotte iru. Thế này mình sẽ là kayotte iru các bạn nhá. Cửa hàng này thôi vị thế nào nó tính sau, đúng không? Mà quan trọng mình bàn đến giá, giá cực rẻ luôn, ngon bổ rẻ. Ngon còn không ngon, không ngon không biết, vị của nó nên chưa biết, đúng không? Ok, thấy cứ giá rẻ là sướng rồi, đúng không? Nên tôi rất hay ghé qua luôn. Ừ. Đúng rồi, chính xác sẽ là quá tomokaku hoặc là sateoki, các bạn nhớ không? Thì có nghĩa là thôi tạm thời gạt cái vị sang một bên, vị có thể là thế nào là tôi chưa, nói chung không biết ngon hay dở luôn, không cần biết luôn, nhưng cứ thấy giá rẻ là auto mình đến nhá, chính xác. Ừ. Chứ còn kakawarazu, đúng không? Có một câu ní kakawarazu, đúng không? Là gì? Bất kể thế nào với chăng nữa, đúng không? Tức là bất kể là nam hay nữ, sáng trưa chiều tối, đúng không? Có hay không, rồi bất kể là có tham gia hay không, đúng không? Đấy thì đằng sau sẽ đều chung một cái gì đó, sẽ là ní kakawarazu. Kai ga atte, biết mẫu câu này không ạ? Kai ga atte thường thường đi với beta kai ga atte. Kai ấy, trong từ yarigai này, các bạn biết từ đấy không? Ikigai này, đúng không? Những cái điều đáng cái gì đấy, đúng không? Đáng sống, đúng không? Rồi thì đáng làm việc, hatarakigai, đúng không? Còn kai ga atte nó biến đổi đi một chút nhá, thì mang nghĩa là xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, đúng không? Mina san wa yoku benkyou shita kai ga atte enani ni egoku shita, đúng không? Đấy, bỏ công mình đã học, bỏ công mình dậy sớm xem mà Lan sensei livestream, đúng không? Và cuối cùng mình đã đỗ được nó 2 chẳng hạn, đúng không? Thì là bỏ công. Còn nếu thôi, đúng không? Mất cả công nè, đúng không? Thì sẽ là kai ga nai, kai ga nakute, đúng không? Lại mất bao công mới cũng trả được cái tích sự gì nhá. Đấy, rất nhiều bạn ơi, giọng khoan bàn tế là chưa nói đến cái này, gạt cái này sang một bên. Trời ơi, chúng ta có rất nhiều cách dịch nhá. Cách dịch nào cũng được, quan trọng là hiểu nó, nhớ chưa? Madashimo, đúng không? Từ này mà nghĩa là thế này là còn chấp nhận được, đúng không? Đấy, nhưng mà cả cái sau nó thì không thể nào chấp nhận luôn. Muộn 1-2 phút được. Madashimo, từ này có trong cái đề thi GPT thi thử vừa rồi của cô C các bạn nhá. Cái từ này là Madashimo, đúng không? Tầm này còn chấp nhận được chứ hơn nữa thì không thể chấp nhận được đâu. Nhớ chưa? Ví dụ như là 1-2 phút anh muộn, 1-2 phút em có chấp nhận được chứ 1-3 phút là thôi, chia tay, đúng không? Rồi, chính xác. Nói chung đáp án của mình sẽ là số mấy nhỏ? Đây, số 4, số 1 các cự. Rồi, chiếc ghi câu số 3. Deirikisho ni kaite, kakarete iru gakureki ya sokureki wa subarashi ga atte mitai. Minai, nani nani, donna hito ga wakanai no de menzetsu ni kite moraeru koto ni shita. Rồi, chúng mình đến với câu số mấy ta? Câu số 3. Ngữ pháp. Tập này có ôn ngữ pháp và 12 câu ngữ pháp nắm chắc vào. Chính xác, kinh điển của nó luôn là benai, đúng không? Hay nai koto ni wa, đúng không? Đằng sau sẽ là thường thường sẽ là dekinai hoặc là karanai. Nhớ chưa? Đấy. Ok, CV thì có viết hết tất cả cái quá trình học tập rồi kinh nghiệm rồi chẳng hạn, rất là hay rồi, thế nhưng mà không gặp thì sẽ không thể nào biết được người đấy như thế nào. Đúng chưa? Chính xác, nó sẽ là koto ni wa. Đâu ta? Đây, đáp án sẽ là số 2 các bạn nhé, chuẩn. Chứ còn cả koto kara, các bạn đừng nhầm với cả koto dakara nhé. Đấy, mình sẽ quen nên là hai mình học sẽ quen với koto dakara hơn, đúng không? Chứ koto dakara mà nghĩa là mình biết rõ về ai đó rồi, đúng không? Người này rất là chăm chỉ đấy, như các bạn chẳng hạn này, đúng không? Ví dụ Quỳnh sang nô koto dakara, đúng không? Enagi ni go cự sức được đề chỗ. Đấy, vì biết rõ Quỳnh là ngày nào rất chăm chỉ học tập, đúng không? Chăm chỉ xem like của sensei này, chăm chỉ làm bài tập này, hoặc cứ xem bài sensei nào chia sẻ cái gì là rất chịu khó luôn. Đó thì chắc chắn bạn ấy sẽ đỗ thôi. Đấy, ví dụ thế, đúng không? Sẽ là koto dakara. Nhưng còn koto kara thì sẽ là từ một cái dấu hiệu đó để mình phát hiện ra, để mình biết được, hay là để mình gì đây, được gọi là cái gì đó thì sẽ là koto kara nhá. Tôi yêu nó quá, dùng một định nghĩa cho một cái cụm từ đó, có tất rằng thì mà là. Tôi ít thể mô, dù nói là thực ra chỉ được mức này thôi, không đến mức như cậu nghĩ đâu, đúng không? Đấy, cái sáu chữ cứ tô, năng cả ít thể mô, năng cả sai quá, dêm bự sai quá, năng cả phút ta đi đặc kỳ đó, đúng không? Đấy, dù nó thành lập công ty nhưng nghĩ là ôi trong hành tráng lắm, tổng giám đốc này nọ, chủ tịch này kia, đúng không? Thực ra công ty có nhõn 2-3 nhân viên, đúng không? Hơn 101 vẫn liệt vì đồng nghiệp. Ô thế á? Trời ơi, mỗi thứ muộn ít, đúng không? Chứ không phải là thật á, vừa rồi bạn thi rồi đấy hả?
Trời ơi, đọc hiểu nhất lúc nào mình sẽ có những buổi mà đang thì mình đang để cho văn lệch các bạn quen đã, sau đấy thì mình sẽ cho bạn những bài đọc hiểu. Bạn thấy là tất nhiên đọc hiểu khó chưa bao giờ đọc hiểu dễ cả đúng không, nhưng mình biết cách một chút thì mình sẽ loại những phương án nó dễ hơn, mình kiểu như là loại trừ nó dễ hơn, mình khoanh vùng nó dễ hơn đúng không. Đấy mà các bạn, cũng nhiều bạn khi mà để sau này các bạn cho những lời khuyên cho những cô hai của mình nữa, có bao giờ là các bạn thường thường các bạn học đọc hiểu thường thường đấy là sau khi để mà học hết từ vựng ngữ pháp sẽ em học đọc hiểu đúng không. Đấy, học hết từ vựng hết ngữ pháp rồi, thậm chí rất chắc rồi, hơn 100 mốt như bạn này nói chẳng hạn này, vẫn cứ liệt đọc hiểu như thường, bởi vì nó liên quan đến kỹ năng. Nhớ cho nên ngay từ đầu khi bạn bắt học một trình độ đó, bắt đầu từ N3 trở lên ấy, đúng không, N3, N2, N1, hãy bắt đầu học ngay từ đầu học đọc hiểu ngay nhá, nhớ chưa. Rồi, ok, câu số 4 là gì đây? Dù có tài năng đến đâu chăng nữa thì nhưng mà mọi người nhìn thấy có 4 chưa? Đâu có 4 1 à? Ừ, ok, chính xác, đúng không? Nếu không nỗ lực thì không thành công ở đâu, cả cái đi nhá. Thường thường sẽ là nếu, đúng không? Tất nhiên là chừng nào ấy, thường ra nếu mình dịch nó sẽ là chừng nào còn chưa, đúng không? Thường rất hay với nay và đằng sau chừng đó vẫn còn duy trì đúng cái trạng thái luôn. Chừng nào bạn chưa nỗ lực thì chừng đấy sẽ không có thành công. Nhớ chưa? Nhá. Cho cô tôi đấy là vì cái việc gì đó này. Đây cũng tại vì này, đúng không? Amari vì quá, quá cái này phải là quá, thường là quá sốc này, shokushita amari, shimashita amari, oroita đúng không? Vì quá ngạc nhiên à, nhớ chưa? Nhá, chính xác đáp án đây sẽ là số 1. Rồi, chị nghĩ cô bảo Kare wa 12 ni yatta, natta, sugu ni shi jimuso ni dete ita. Sẽ là gì đây? 12 giờ rồi đúng không? Đấy, lập tức là chúng ta sẽ phải ra khỏi văn phòng. Đúng không? Dete ita. Kato mouto, kato ka, karakoso, karatoite, gì mà cà, hết cà cà rồi cà ra, đúng không? Mọi người nhìn thấy câu số 5 chưa? Rồi, câu 5 số 1 có nghĩa là gì đấy? Vừa điểm 12 giờ cái thì lập tức lại đi ra khỏi văn phòng nhá, đúng không? Đấy, đi ra luôn. Đúng, chính xác, thì nên nó thành một chuỗi hành động ấy, vừa khóc lại cười, các bạn nhớ những ngữ cảnh như vậy nhá. Đấy, vừa khóc rồi lại cười ngay được, vừa về rồi lại đi ngay được, đúng không? Vừa điểm điểm 12 giờ cái lại đi luôn, đúng không? Cái cà tô mộ tốt hoặc cà tô mốt tà đà, đúng không? Vừa thế này lập tức làm việc kia luôn nhá. Chứ cà đô cà là không biết đã 12 cà đô cà là gì nhỉ? Đúng không? Có hay là không nhá. Thời tiết nên là y tên kia cà đô cà, đúng không? Cà đô cà chính là vì, để nhấn mạnh một lý do. Karatoite đằng sau rất hay đi với cái đuôi tô á cà ghi đa nai hoặc quạt kê đế bạn này, ngay cả nói là vì thì cũng chưa chắc đã, đưa ra những cái ngoại lệ các bạn nhé. Ok, câu số 6 đáp án, câu số 5 đáp án 1 chính xác. Còn câu số 6 thì sao? Omocha to toyo to koromo ga asobu ためのものだと何々。しかし最近は大人や高齢者を対象にしたおもちゃが多い、多く売られるようになってきた。Câu 6, có bạn Bùi Việt chọn 1, các bạn khác chọn 2. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực ra cái từ ra độ ấy, đúng không? Đây là mẫu câu nhé, thì thường thường nó sẽ phải đi với những cái sự biến đổi, đúng không? Có một số đã biến đổi ở cuối câu, ví dụ ippo da, bakari da, đúng không? Rồi thì chưa được, đúng không? Nó phải số sự biến đổi, ngày càng mở rộng, ngày càng phát triển, ngày càng thay đổi cái gì đó cơ. Nhưng kangae thì nó chỉ là suy nghĩ thôi, không có sự thay đổi nào đây cả, đúng không? Đây nên câu này nó sẽ sai mất rồi. Đúng không? Rồi dare te wa inai đúng không? Đấy thì không có cái này nhỉ, đúng không? Rồi dare nakereba naranai, nakereba ikenai bằng với naranai nhé, đúng không? Phải bị suy nghĩ, không đúng nhá, cái kanga dare là bị mà, đúng không? Có thể là bị hoặc có thể, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng mẫu câu số 2 các bạn ạ, cái gachi. Thì đơn giản đâu? Đấy thì gachi đơn giản là gì? Yasumi gachi các thứ chẳng hạn này, đúng không? Đấy, rồi hay ốm hay mệt các thứ chẳng hạn thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà đấy nó là phiên bản nâng cấp lên của cái N3. Gachi là N3 chứ còn gì nữa? N3 là 4 chứ còn gì nữa? Đúng không? Cứ hay bị nghĩ rằng là cái này rất hay dùng trong việc hiểu các bạn nhá. Omoi gachi này, omoi wa dai gachi này, hay bị nghĩ rằng là, cứ hay nghĩ rằng là, nhưng thực ra nó lại thế kia cơ. Cứ nghĩ đồ chơi là chỉ dành cho trẻ con thôi, là những thứ đồ của trẻ con nó chơi thôi, không. Nhưng dạo đây có rất nhiều người ta bán rất nhiều những cái sản phẩm mà đồ chơi, đúng không? Mà lấy đối tượng là những cái người lớn, đúng không? Những người cao tuổi. Nói chưa? Đáp án sẽ phải là số 2 nhá. Rồi, trước khi chúng ta đến với câu số 7 nào. Ora san tabako nani nani nanka destake mae wa sutte ta kedo ne wa musume no tanjoubu yo kikkake ni yamita yo. Đó, những câu liên quan đến tôn kính khiêm nhường này. Là đầu tiên các bạn xác định hành động của ai đã. Sau đó các bạn sẽ hình dung xem là gì đây nhở, đúng không? Cái dạng nào là tôn kính, dạng nào khiêm nhường. Nếu dùng cho người khác mình sẽ dùng tôn kính, nếu dùng cho bản thân mình sẽ dùng khiêm nhường. Và nhìn bốn đáp án thì biết cái nào là tôn kính, cái nào là khiêm nhường nha. Đúng không? Đấy, suware thôi mới là bị động bạn ạ, nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, sư y mát, đúng không? Y sang a cộng với d, v đà đê mà, đúng không? Thì đấy, bỏ xa đi thì mới là thành bị động như này. Các bạn dễ nhầm lắm nhá. Đây là thể bị động sai khiến, nhìn thấy chưa? Thực ra gốc của nó là sư wa se, chia sang bị động, chia sang sai khiến này. Xong cộng với đuôi đà đê là bị động này, đúng không? Đấy, thì nó sẽ động từ nhóm 1 sẽ là sư wa se, đà đê được.
phiên bản rút gọn của nó ấy, đúng không? Sẽ bỏ cái này đi, đúng không? Nó thành cái đuôi suwa sare. Nhìn thấy chưa? Nên mới là 4 3 4 hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về cách chia thôi. Nhá, như nếu bị nhầm rồi đấy, không sao nha, nhìn thấy chưa đấy. Chứ còn đây là mình sẽ biết là hút đúng không, ai hút, anh có hút không cái thứ chẳng hạn này, đúng không? Nhưng phải là tsumori dự định, không phải nhá. Rồi gì nữa đấy, ba bốn loại cả rồi, vì giống nhau chia loại cả hai luôn, đúng không? Và đấy, cái tôn kính của chúng mình thêm ô phía trước cộng với ni nari mắt phía sau, đáp án chính xác sẽ là số 1. Osu ni nari naru desu na naru desu tat kể đang xác nhận lại. Như anh có hút thuốc hay sao nhỉ, đúng không? Trước đây tao cũng có hút, thế nhưng mà từ lúc mà con gái ra đời ấy, đúng không, để lấy cái đó làm cái động lực để mà tôi đã bỏ rồi. Chính xác nha. Đấy đúng không, nghĩa là bị động đúng không, đấy đúng không, đây là bị động sai khiến ấy, đúng không? Chứ còn suware thì mới là bị động nhá, còn đây suwasare thì nó phải là bị động sai khiến, bị bắt hút, nhớ chưa? Câu thứ 8, câu này hầu như không sai được. Toshio to được đáng sao là kara ga katakku natte kita. Đúng rồi, cứ thấy cái sự biến đổi là ngày càng càng về già này, đúng không? Rồi thì càng tiến lại gần nè, đúng không? Rồi cứ sự biến đổi đó, đúng không? Càng mở rộng ra, càng thế nào đó, càng thay đổi, càng tăng, càng giảm gì đấy chẳng hạn, thì kéo theo cái phía đằng sau cũng là biến đổi. Thì này cho phía trước càng già, già đương nhiên là có tuổi này, đúng không? Rồi cơ thể nó hơi không được dẻo dai, linh hoạt nữa, đúng không? Katakku natte kita, và nó sẽ nhớ ngay đến tsunete, shitagatte, totomo ni tomo natte, đúng không? Một loạt những mẫu câu nói về sự biến đổi đấy. Nào cha, ni tốt tê đối với, nhìn thấy chưa? Ni ôi, năng cả ni ôi tê trong lĩnh vực nào đó, ni ok kê đội, nhớ chưa? Ni chư tê là về, nghiên cứu về, biết về, viết về, nha. Câu này không sai được. Rồi, câu số 9 nào. Rồi, chính xác, đúng không? Ok, đáp án sẽ là số 4, mà nghĩa là gì đây? Đúng không? Bố tôi do là phải có vết thương do tai nạn giao thông ấy, thì nên nó phải nhập viện, đúng không? Và thậm chí là ngay cả cái việc đứng cũng không đứng lên nổi, đúng không? Thì nó sẽ là sae nhá. Rất nhiều bạn dịch đã nhầm là đến mức thậm chí không thể đứng nổi, đúng không? Thì thậm chí đến mức người ta dễ nghĩ hô độ, nhưng nó phải là đi đấy. Thật sự cô tôi gạt đề kinai hô độ đã, đúng không? Đến mức cũng không thể đứng được nữa thì mới chọn số 2 nhá. Mình thấy lúc nhiều lúc mình cho bạn làm câu này là dễ nhầm, mình đáp án số 2 luôn đấy. Nhớ chưa? Đây nó phải là bàn số 4, đến cả đứng không đứng nổi, nhớ chưa? Chứ nào là nếu này, kiri đúng không, là chỉ, nếu mà đi với số lượng từ sẽ là chỉ, hoặc mẫu gồm mình sẽ là vê tạ kiri, đúng không? Kể từ lúc sau đấy thì từ đấy cứ giữ nguyên như vậy, nhớ chưa? Đáp án số 4 chính xác. Đấy. Nhớ chưa? Ok, nào xem câu số 10 nào. Mado kara ochiru nani nani ga arimasu kara mado o akenai de kudasai. Có thể ngã từ cửa sổ xuống đấy, nên đừng có mở cửa sổ ra, đúng không? Đấy chính xác, cứ arimasu thì ok, là trên osore ga arimasu, câu này không được sai được. Rất nhiều cái a, nhưng mà đây là okage, okage đế, đúng không? Đấy, chung vào cái okage arimasu này. Rồi kakiri, đúng không? Cái chữ này là chữ hạn, có rất nhiều nghĩa, nhưng vừa rồi mình có cái kakiri là chừng nào còn thì chừng đó còn chưa. Có wake, wake ga ke ga arimasen thôi, chính là wake ga nai, làm gì có chuyện, đúng không? Như đây nó sẽ là osore ga arimasu, mẫu câu kinh điển luôn nhá. Đấy, vì có nguy cơ có thể sẽ bị ngã đấy, đúng không? Bị rơi xuống từ cửa sổ đấy, nên đừng có mở cửa sổ ra nha. Đúng rồi, chính xác, không sai được. Rồi, trước khi câu số 11 nào. Nachi yasumi ni iku ni e nanka kaeru ka nani nani mayotte iru tokoro da. Đấy, đằng sau rất hay đi phân vân có hay là không, có về hay là không về, đúng không ạ? Đấy, vậy chọn trong cái đáp án là cái beki ka, sho ka, mai ka, to ka, rareru ka, cái nào sẽ mang nghĩa phủ định ạ? Giờ chẳng có cái nai niếc nào, đúng không, nhưng có một ngãi mang nghĩa phủ định, đó chính là cái số mấy, câu 11. Dương Sang nhìn thấy rất là nhanh rồi, chính xác, mẫu câu rất phổ biến của nó hai luôn, đúng không? Hay ve yo cả, ve nai cả, ve mai cả, nhớ chưa? Có hay là không, mai này mang nghĩa là không các bạn nhé, bằng cái nai, đúng không? Quyết không, đúng không? Nghĩa là mình về nước hay không nhở, và đằng sau rất là tôi đang phân vân giữa hai cái đó, có nên mua cái này không nhở, đúng không? Có nên yêu người ta không nhở, có nên lấy chồng không nhở, đúng không? Đấy, nó sẽ là đang cả ve yo cả, ve mai cả, nhớ chưa? Ve được mai cả nhá. Đáp án chính xác sẽ là số mấy ta? Số 3, chuẩn luôn. Ok. Vậy con câu số 12 thì sao? Câu cuối cùng phần ngữ pháp nào? Kaigai chuchou chiu ni naka saifu o torareru desu ne? Toraretan datte. Soyu koto wa ki o tsukete ite mo dare ni demo nani nani yo. Okkori, đúng không? Chúng ta tất cả từ từ okkori. Lúc chế ra okkori, okkotta, đúng không? Okkotte mo, đúng không? Ok. Cái đạt tê này bằng với đạt tối ưu, nghe nói rằng là đấy, mình để cho bạn dịch xem sao nhé. Rồi, ok, mang nghĩa là gì các bạn ơi? Ai cũng có thể, đúng rồi, bị cướp giật. Chính xác nhá, đúng không? Đấy, tức là nghe nói như anh lúc đi chuyến đi công tác nước ngoài anh bị lấy mất ví, đúng không? Ừ, đúng không? Điều đó có thấy các bạn thấy đấy, đúng không? Ngay cả có chú ý đâu chăng thì ai cũng sẽ dính thôi, nhìn thấy chưa? Đà đen ý để mố, đúng không? Xác suất nó sẽ có thể xảy ra ấy. Đoạn này là bình thường ít xảy ra đoạn, nhưng cũng có thể xảy ra đấy, đúng không? Sẽ là okori uru. Nhá, chữ này chưa là chữ tắc ấy, nó có hai cách đọc là e được và uru. E được là mình nhận được cái gì đó, chứ còn uru thì là mình sẽ sử dụng trong mẫu câu bỏ mắt sự đi cộng với uru. Hoặc là chính là ngược lại thể phủ định của nó sẽ là enai đấy, trong
từ ADNI, đúng không? Cách chia của nó sẽ là V mất sự, bỏ mất sự đi nhá, cộng với ư lượng hoặc là ANI. Thì đây là có nguy cơ, có khả năng sẽ xảy ra. Đáp án sẽ là số 2. Chính xác. Mai chọn số 1 này, Nikui à. Nhìn này chưa, thế gì có nghĩa hợp lý không? Ôi tao bị lấy mất ví đấy. Điều đấy tức là dù bạn có để ý chú ý chăng nữa thì ai cũng sẽ khó bị xảy ra, đúng không? Xảy ra quá thì chưa đây này, đúng không? Đã bị lấy mất ví mất tiêu rồi còn đâu. Đúng không? Nên là câu số 1 sai nhá. Nikui là dễ, khó. Đây là khó nha. Vết tạ Bakari vừa mới. Không đúng rồi. Okote mối gì, đúng không? Đấy, xin phép làm cái gì đó. Sukate mối gì, tabete mối. Em xin phép được xảy ra, đúng không? Không đúng nhá. Đáp án chính xác sẽ là số 2. Ok chưa? Nào, ok, để kết thúc cái buổi live này, đúng không? Thì chúng ta, nào các bạn ơi, đúng không? Đây là một bài độc tài, một bài đọc chung chứ, đúng không? Nó rất là dài như này, đúng không? Khi các bạn nhìn bài đọc dài thì bài đọc chung, bài đọc dài bạn sẽ rất là ngại. Ôi trời ơi, sao lại dài này, là kiểu như hội chứng sợ chữ ấy. Nhìn thấy chữ là rất là sợ, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mình biết khoanh vùng lại những đáp án, những câu trả lời của mình chẳng hạn ấy, đúng không? Nó khoanh vùng chỉ trong đoạn ấy thôi. Rất hiếm khi là mình phải sâu chuỗi đoạn đầu một chút, đọc hết cả bài mới dịch ra được. Nhớ chưa? Đấy, mình công nhận là sẽ có những cái dạng bài như thế, là mình phải sâu chuỗi chỗ này chỗ kia một chút. Nhưng thôi, nếu các bạn đang cảm thấy là mình còn đang liệt đọc đây này, em còn đang sợ chứ nói gì đến mang tên, đúng không? Em còn đang sợ liệt đây này, thì hãy học theo cách của mình nhá. Đó là chúng ta học cách khoanh vùng, đúng không? Các bạn công nhận là trong những dạng bài GPT rất hay có cái dạng liên quan đến phần nào đấy, những phần gạch chân, nhìn thấy chưa? Đó, thì hầu như những cái đáp án liên quan đến phần gạch chân nó chỉ nằm trong cái phần nội dung cái câu trước đấy và câu sau đấy, thậm chí trong đoạn đấy mà thôi. Đó, thì mình không phải đọc nhiều nữa, đúng không? Vì bình thường các bạn đọc nhiều chữ, đọc nhiều từ đầu đến cuối, đôi khi lại càng lẫn lộn ý này ý kia, thế nên chi phối trong quá trình mà các bạn chọn đáp án, đúng không? Thì bây giờ mình học cách khoanh vùng ngắn lại, đầu tiên là giới hạn trong một đoạn, xong giới hạn trong một câu, thậm chí câu trước câu sau thôi chẳng hạn, là mình sẽ dễ chọn đáp án luôn nhá. Đó, thử xem sao nào. Không nhìn ơi, quên kanji, đọc bảo là không biết cái gì đây, trời ơi. Nào, thử xem nào. Quên mất cấu trúc này luôn á. Đấy, đúng không? Quên, bây giờ sẽ nhớ nhá. Có ư lượng với cả ANI, ADNI, nhớ cái từ ADNI không? Làm gì có chuyện đây? Không bao giờ xác so với chuyện đấy xảy ra được, đúng không? Nhớ không? Ư lượng, đúng rồi, chính xác chữ đắc đấy. Bình thường đọc là ê lượng, đúng không? Đấy, nhận được cái lợi ích gì đó chẳng hạn đấy. Nhưng mà trong mẫu câu này sẽ đọc là ư lượng nhá. Okori ư lượng. Nào, đây một đề đọc hiểu đây ạ. Đó nhá. Các bạn xem nào. Bình thường chúng ta thử khoanh vùng nhá, đừng đọc nhiều, đúng không? Đấy, mình sẽ không dịch bài cho các bạn, đúng không? Thì quá trình mà mình dạy đọc hiểu ấy, thì bao giờ phần đầu tiên, đúng không, là mình sẽ dịch kỹ cho các bạn, để sau này khi bạn khoanh vùng rồi, các bạn biết cách dịch để chia câu nó nằm ở chỗ nào này, đúng không? Rồi chủ ngữ ra làm sao, vị ngữ thế nào. Và nhất là khi các bạn học đọc hiểu ấy, đúng không, thì có những cái phần mà những phần bổ ngữ này, thành phần bổ nghĩa này, nó sẽ nằm ở đằng trước đập vào mắt chúng ta đầu tiên, là bạn cứ mải mê tập trung vào những cái phần bổ ngữ định nghĩa đấy, đúng không? Định ngữ đấy, tức là bỏ quên mất chủ ngữ chính, vị ngữ chính. Mà càng có nhiều thành phần bổ ngữ thì mình càng rối, không biết dịch từ đâu, dịch thế nào, ý nó loạn hết cả lên, đúng không? Thì đây ít nhất là các bạn khoanh vùng lại nhá, đúng không? Hầu như là chỉ dịch cái phần nào đấy thôi. Ở đâu ta, chuột đâu ta. Này, nhìn thấy chưa? Dịch ít nhất là cái câu có chứa nè. Nhìn thấy chưa? Cái câu trước và có cô đây quá. Cái này là cái gì đó nên ôi okay, chúng ta dịch cái trước. Thế thôi, không dịch nhiều nhá. Để xem dịch chính xác hay chưa. Yes or no, cái điều mà tôi có thể nói ở đây ý, đó là gì, đúng không? Là gì đây? Chủ ngữ. Trẻ con ngày nay ý, nó rất là thế nào? Nhìn thấy chưa? So với, nhìn thấy chưa? Thì nó thế này thế kia. Đó, rất nhiều đứa nó sẽ thế này thế kia. Nhìn thấy chưa? Đấy, khung câu của mình, cái chủ ngữ chính là cái A này. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Mình so sánh với cái B là cái ngày xưa thì nó có những tính chất như thế này, đúng không? Trẻ con ngày nay ý, đúng không? So với những trẻ con ngày xưa tính tương đối ý, nó mang tính là gì đây? Nó rất là người lớn chững chạc này, đúng không? Nó rất là biết lễ nghi phép tắc này, đúng không? Tính tình cũng rất là ôn hòa hòa nhã này, đúng không? Rất là ngoan ngoãn này. Đấy, nhiều đứa trẻ, rất là nhiều đứa trẻ tốt. Nhìn thấy chưa? Đấy, có cảm giác như thế. Nhìn thấy chưa? Và điều này dịch đúng câu lên, cô đều á, điều này làm sao? Và dịch từ cuối lên nhá, có lẽ rằng là cá mộ chia này, đúng không? Nó hoàn toàn trái ngược với cả những cái câu chuyện, trái ngược với gì? Với câu chuyện nào mà tôi được nghe, đúng không? Đấy, tôi hay bị nghe thấy, đúng không? Là như này này, Saiki no wakamono wa nani nani, nhìn thấy chưa? Đó, đặt khoanh vùng cho đoạn này, đúng không? Đấy, người ta có viết là như thế này này, đúng không? Điều đấy tức có nghĩa là được sử dụng với ý nghĩa gì cơ, nhìn thấy chưa? Đấy. Câu số 1, các bạn chọn đáp án số mấy đây? Khen ấy à? Đấy, nhìn thấy chưa? Bởi vì vừa dịch nhá, trẻ con ngày nay, nhìn thấy chưa? Đúng không? Nhìn nhá, ok, trẻ con ngày nay nó rất ok, đằng sự khen rất là nhiều luôn, là nó người lớn, nó chững chạc, nó biết lễ nghi phép tắc, nó ôn hòa, nó ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng dịch kỹ lên chưa? Điều này, đúng không? Có lẽ là hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện mà tôi nghe thấy rằng là, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, hoàn toàn trái ngược. Vậy phía trước đó là tốt, đúng không? Vậy đây là câu chuyện nó hoàn toàn trái ngược với cái câu người ta hay nói thế này. Nhìn thấy chưa? Vậy mang nghĩa tốt hay nghĩa xấu đây? Ôi dồi ôi, có một câu mà 1, 2, 3 luôn này. Phải dịch đúng, bạn áp nó vào. Nhìn thấy chưa? Đấy, rõ ràng mình vừa dịch cho bạn đấy. Tất
cả ngữ pháp này các bạn đều biết, tất cả từ vựng các bạn đều biết, đúng không? Đâu có từ vựng nào mới, có từ vựng nào lạ không? Ngay cả mấy cái này chẳng hạn nhá, otonashi, mấy cái từ này giả sử chẳng may không biết, nhưng mà biết một từ thôi vì nó chẳng nhưng nhị thì cả, nó đang liệt kê một loạt ra thì ok, người lớn chững chạc rồi ngoan ngoãn tốt đấy, không biết từ nào bỏ qua đi, nói chung đều khen, đúng không? Như điều này hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện tôi thường được nghe thấy rằng là nhìn thấy chưa ạ, đúng không? Trời ơi, đứa trẻ ngày nay thế này thế kia, vậy không thể nào hồ mê được bạn ơi. Hồ mê kotoba toshite đang có một chi i ra đê được, không thể mang nghĩa khen được, đúng không? Có bạn Huyền chọn 2, ok 2, bạn nhìn nhau nhá, đúng không? Về cái văn hóa ngày nay các thứ chẳng hạn đây, đúng không? Thì gì đây? À, đâu từ từ nhá, đúng không? Được sử dụng như một cái từ ngữ, nhìn thấy chưa? Từ ngữ mà cứ mặc định là gì nhỉ? Mặc định khi mà mình nói chuyện về cái văn hóa hiện đại các thứ chẳng hạn. Đâu có chỗ nào mà thế không? Đúng không? Đấy, câu 2 hoàn toàn không có nối đến trong bài vừa rồi, không có tí tiếng văn hóa nào luôn. Bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, suy ra câu số 2 cũng loại đốt. Số 4 cũng vậy, cũng không phải là một cái từ ngữ mặc định, đúng không? Khi mà nói chuyện về văn hóa ngày nay, vì văn hóa của giới trẻ ngày xưa cũng không có nhá. Đấy, cái này phải là ngày nay này, nhìn thấy chưa? Đúng không? Vì là xa đang có kingoro no đang có wakamono, đúng không? Nhá, nên câu này bị sai mất rồi, đúng không? Chicagoro, chứ mình xin lỗi các bạn, đúng không? Đấy, chicagoro no wakamono, giới trẻ ngày nay thế này thì kia, phải là nói về ngày nay. Nhớ chưa? Nhưng câu số 2 cũng là ngày nay nhưng không phải văn hóa mà là giới trẻ cơ, thế đáp án 2 sai. Vậy đúng số 3 không? Được sử dụng với nghĩa xấu các bạn nhá. Waruiguchi, waruiguchi có nghĩa là kiểu mỉa mai ấy, đúng không? Đấy, rõ ràng là gì đây? Hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện là giới trẻ ngày nay thế nào đó, mặc dù không có cái đằng sau nó chẳng để khen lên trên thì, nhưng mình mặc định hiểu bởi vì phía trước đang là khen. Giới trẻ ngày nay giới trẻ ngày nay nó ngoan ngoãn thế này kia, nhưng hoàn toàn trái ngược với câu chuyện tôi nghe hay được, nghe hay nghe được thì nó phải là gì? Những cái nghe được đấy là những cái xấu, đúng không? Mà mỉa mai chê trách cái gì đó, nên đáp án chính xác sẽ phải là số 3. Đúng không? Khoanh vùng ở đây nhá. Tất cả những đáp án các bạn chọn này, các bạn tìm được câu tương ứng với trong bài cho mình. Nhớ chưa? Các bạn cứ hay em nghĩ rằng là em thấy rằng là đúng Huyền không nhỉ? Thế thôi mà mình có comment cho bạn đấy, đúng không? Vì em nghĩ rằng là trời ơi, đấy là bạn nghĩ, không bao giờ nhá, nhớ này, không bao giờ là các bạn phải suy luận ra cả, nhớ chưa? Hầu hết là vì mình sẽ không thể nào suy luận được tất cả mọi cái ý tác giả mà nó đều có nằm trong bài, nên là những câu nào các bạn không tìm thấy ở trong bài ấy, nhìn thấy chưa, không tìm được câu nào tương ứng, không gạch chân được à câu này là cách nói thay thế, cách nói khác đi của cái câu này thì ok, đúng không? Mình sẽ phải loại đi, nhớ chưa? Tất cả mọi thứ nó đều phải có cơ, đúng không? Nhá, đáp án câu này nó sẽ là 3, nhớ chưa? Rồi câu số 2 đây lại là một cái phần cách chân tiếp. Doko shidai ni mo nanka atta koto de shou ne, đúng không? De shou shi, tức là thời đại nào cũng có, đúng không? Tại sao? Câu hỏi rằng tại sao lại bảo thời đại nào cũng có cơ? Tại sao? Nhớ nhá. Một cái vấn đề nữa là các bạn rất hay đọc sai câu hỏi. Thử mà xem. Đây, ok. Biết nằm đoạn này rồi. Ok không? Chính xác không? Đấy, mình sẽ gạch chân cho dễ nhất, mình dùng cái line này cho dễ, hai line này cho dễ. Đây ok, đây câu nó nằm ở đây. Đó, vậy ít nhất là chỉ đọc xung quanh cái phần đấy thôi, nhờ đọc câu có chứa nó đã. Đấy, mỗi tội câu này hơi dài tí. Ôi dồi ôi, đến đây đúng không? Nào, mọi người nhìn thấy câu số 2 chưa? Đấy, đừng có nghĩ là nó cả một cái bài văn dài nữa, hãy nghĩ nó chỉ là một đoạn văn thôi, thậm chí còn ngắn hơn những bài đoạn văn mình làm luôn ấy, đúng không? Vậy nào, có lẽ rằng là, đúng không, làm sao đây? Mặc dù là người ta bị nói rất nhiều những cái câu như là gì đây, ui dồi ôi, chả biết lễ, giới trẻ nó chả biết lễ nghi phép tắc gì đâu, đúng không? Nó sử dụng từ ngữ cũng rất là linh tinh các thứ chẳng hạn này, đúng không? Lời nói là chẳng đâu mới đâu này, đúng không? Đấy thì cái việc đấy làm sao đây nữa, đấy rất hay bị nói như thế, đúng không? Rồi nhưng những cách nói như thế, đúng không, chắc chắn là thời nào cũng khó, đúng không? Và ai cũng vậy thôi, đắt tên bằng với đề mối nhá, đúng không? Cứ có tuổi là người ta sẽ chỉ nhìn thấy được, đúng không, những cái xấu xa, những cái khuyết điểm của người trẻ mà thôi, nhìn thấy chưa? Nào, câu số 2, các bạn chọn đáp án số 4. Nhớ nhá, khoanh vùng lại đấy, tức là chỉ nằm trong câu này, nó không đọc nữa vì shikashi tức là chuyển ý hoàn toàn rồi, nhưng mà thế này thế kia, đúng không? Như đây chúng ta đang hỏi về cái việc nói là thời đạo nào cũng có, tại sao lại bảo thế, nhìn thấy chưa? Chứ còn shikashi nó nằm ý khác đi rồi, nó lật lặng đi rồi, đúng không? Tuy nhiên thế này thế kia tính sau nhá, để chúng ta chỉ quan tâm đến phần này thôi, đúng không ạ? Rồi miss you, số 4, đúng không nhá? Nhìn thấy chưa? Đấy vì người ta cứ bị nghĩ là nói những điều là giới trẻ ngày nay em chả biết nghĩa gì phép tắc gì cả, đúng không? Cũng dùng từ ngữ rất là chán đời, đúng không? Đấy tức là chẳng biết cách sử dụng từ ngữ gì cả, đúng không? Từ ngữ chẳng đâu mới đâu, ăn nói vớ vẩn các thứ chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Đấy thế nên thời nào cũng có, thời nào cũng có là tại sao, bởi vì là ai cũng vậy thôi, đúng không? Cứ có tuổi là người ta sẽ có xu hướng mini năng cả mía đựu yoni na đựu nhất, nhìn thấy chưa? Đúng không? Cứ có xu hướng là sẽ chỉ toàn nhìn thấy những cái arai, thế này cũng là ara chứ này thô này, những cái xấu xa, những cái khuyết điểm của giới trẻ mà thôi. Tại sao lại thế? Tại vì sao lại thế? Bởi vì là, đúng rồi, chính xác, đúng không? Là gì đây? Thời đại nào cũng vậy, đúng không? Giới trẻ lúc nào nhìn thấy là gì đây? Được coi là cái đối tượng, rất nhiều lúc được coi là cái đối tượng để mà chúng ta làm sao đấy?
Hinan. Hinan này là chữ phê phán các bạn nhá. Có hai Hinan. Hinan một cái là Hinan là chữ tị nạn, đúng không? Và đây chữ này là chữ phi nạn, nhưng mà nghĩa là phê phán, mỉa mai, chế giễu. Nhìn thấy chưa? Đấy, nó bằng với ý là gì đây? Chỉ nhìn thấy được những cái này thôi. Đó, cứ chỉ là cứ lớn, càng lớn tuổi là gì, là càng có tuổi thì người ta cứ chỉ nhìn thấy những cái xấu xa thôi. Thì đúng là Hinan không? Nhìn thấy không? Đấy, chính xác. Và đấy, những cái liệt kê một loạt nhọn ở phía trên có nhiều không? Có, bằng một loạt cái phía trên đấy, cứ bị nói thế này, cứ bị nói thế kia. Đúng không? Đáp án chính xác sẽ là số 4, chuẩn luôn. Nhìn thấy chưa? Chứ không phải là số mấy đây, đúng không? Đấy, không phải số 1 đâu nhá, đúng không? Nhìn số 1 này, vì rất nhiều lúc là sẽ nhìn thấy bọn giới trẻ nó làm sao, nó không biết phép tắc. Ở thời đạo nào cũng sẽ thấy cái này. Đấy là nội dung của cái việc là thời nào cũng thấy là thấy cái gì, đúng không? Thì đúng là thấy giới trẻ ngày nay rất nhiều đứa nó không biết phép tắc lễ nghi. Nhưng mà tại sao, câu hỏi chúng mình là tại sao lại thấy như thế cơ? Là bởi vì cái đằng sau này, đó, monodes, thì thấy chưa? Nó là vì thời đại nào cũng thấy, người ta cứ nhìn thấy những cái đấy. Đấy, nó cả cái đấy cơ, chứ không phải là có nhiều đứa như vậy, nhớ chưa? Đấy, nó là nội dung của cái việc thời đại nào có, nó có cái gì, đúng không? Là có rất nhiều đứa mà cứ định như thế này thế kia, nhưng quan trọng là nó trở thành đối tượng để người ta phê phán cơ nhá. Đáp án chính xác sẽ là số 4. Rồi, câu tiếp theo đây ạ. Các bạn thấy không, không phải đọc cả bài mà hầu như là chúng ta chỉ cần khoanh vùng đúng cái nội dung xung quanh cái phần gạch chân thôi nhá. Số yêu phụ nữ mi tai, tôi yêu nằm cả đấy, đúng không? Ấy, cô tê khang nên gõ, số mô số mô áo đồ nô đấy quan nai cả, nhớ đố gần nai cả. Nhìn này chưa? Tô mô đã cả omo wa de được, omo wa de mas to, áo đồ gạo cô đấy hik cha gõ, đang cả y tai cô tô wa nani cả. Nhìn này chưa? Đó. Vậy thì điều tác giả muốn nói ở đây sẽ là gì? Đọc cái câu có chứa phía trước nó nữa, đúng không? Có shikashi đã bắt nối từ mà, đấy, ok, chúng ta khoanh vùng trong hai dòng này thôi. Đấy, ý nào tương ứng với hai cái dòng này thì mình chọn. Nhớ chưa? Nếu có những bài mình bảo rồi, có những bài là mình phải đọc trước đọc sau liên kết một chút thôi, những bài đấy nhờ tổ tiên gánh hộ nhá. Còn đấy, chúng ta sẽ học cách là đến khoảng trong 21 câu đọc hiểu, bao gồm có đoạn văn, trung văn, trường văn các thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Thì đấy, chúng ta phải làm sao là làm được những cái câu mà phổ biến nhất, đó là gì, cứ khoanh vùng được là chúng ta chọn được, đúng không? Nếu nó nằm ngoài cái phạm vi một khoanh vùng chắc là câu đấy dễ sai, nhớ chưa nhá. Nào, mọi người nhìn thấy câu này chưa? Rồi, có ai đọc được không? Có ai nhìn rõ không? Đấy, mình rất là muốn like đọc hiểu các bạn. Nhưng mà đọc hiểu thì khi mà like lên thì nhìn rất là khó nhìn, đúng không? Các bạn cố gắng khắc phục xem sao nha. Chẳng có chọn được không nào? Đấy, vậy thì câu cuối ta dịch nhỉ? Tuy nhiên, nhìn thấy chưa? Ok, tuy nhiên làm sao? Cứ nói ở trên, ngay cả những cái phương tiện truyền thông đại chúng các thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Thì làm sao? Vì là người ta cũng chỉ toàn thì đây thấy được những cái gì đấy ạ? Cái từ này nghĩa là gì đấy các bạn ơi? Từ này biết là gì không ạ? Tan đắc cực tê kỳ, đúng không? Đấy, từ này có nghĩa là gì? Những cái nó mang tính chất là đấy, như nào nhỉ, đúng không? Tan đắc cực tê kỳ nghĩa là những cái nhất thời thôi, thì đấy chứ ạ, trong thời gian ngắn nhất thời thôi, đúng không? Là nó đưa câu chuyện ấy, đúng không, theo hướng nào, nhưng theo cái phương là ui ngày cơ tốt lắm, ngày xưa cơ tốt thế nọ, ngày xưa cơ tốt thế kia, đã toàn là ngày xưa tốt rồi, thì đấy chứ ạ. Đấy, như đấy, chúng ta vừa đến sâu chuỗi cả phần chưa đấy, đúng không? Đấy, cứ thấy ngày nay thì cái gì cũng thế, ngày nay thế này, ngày nay thế kia, đúng không? Thế nhưng mà quan trọng nhất là chỉ là ngày xưa cái gì cũng tốt, đúng không? Đấy, truyền thông cứ đi theo cái phương hướng là gì, ui ngày xưa tốt lắm, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta được nghĩ rằng là chẳng phải là người ta cứ muốn như thế chứ, chẳng phải là nhân đô đấy bạn ai nhá, chẳng phải đây là cái quan điểm cố hữu. Nhìn thấy chưa? Đấy, ok. Quan điểm cố hữu rằng là người ta cứ muốn thấy những thứ như thế. Những thứ như thế là những thứ như thế nào? Có biết không? Đấy, ok. Vậy ý tác giả đây muốn nói cái điều gì cơ? Các bạn chọn gì đây? Câu 3, các bạn chọn 2. Đúng không? B nó vào nhá, muốn thấy cái điều gì? Đúng không? 2 này. Là gì đây? Có khuynh hướng người ta sẽ chỉ nhìn thấy là gì? Ngày xưa tốt thôi. Đúng, ngày xưa tốt trong đây có không? Có ạ. Đúng không? Đúng là trong xã hội không? Xã hội chính là ngay cả cái phương tiện truyền thông đại chúng người ta chỉ nhìn thấy thế này. Quan điểm cố hữu này, có quan điểm không? Có khuynh hướng, quan điểm còn gì nữa? Ok, đáp án chính xác là số 2. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Còn số 1 cũng có Matsukomi này, đúng không? Là ok, những phương tiện truyền thông đấy người ta làm sao? Có khuynh hướng là đây hô mê, khen giới trẻ, sai nhá, nhìn thấy chưa? Là người ta coi ngày xưa là tốt cơ chứ không có giới trẻ nào đấy hết, đúng không? Số 4 cũng có Matsukomi, nhìn thấy chưa ạ? Thế nhưng mà rồi cái gì? Truyền thông ấy, người ta có khuynh hướng, đúng, cũng có khuynh hướng, nhưng khuynh hướng làm gì đây? So sánh ngày xưa với ngày nay. Không nhá, chỗ này không có so sánh. Người ta bảo là ngày nay tốt không có nghĩa là người ta so sánh, nhìn thấy chưa? Đấy, đừng áp đặt vào mình nghĩ ôi đúng rồi, khen ngày nay tốt, khen ngày xưa tốt thì tức là nói ngày nay không tốt là so sánh còn gì. Không áp đặt nhá, nhìn thấy chưa? Chúng ta hoàn toàn chỉ có thấy là gì đây, trên phương tiện truyền thông đại chúng người ta có quan điểm cố hữu là ngày xưa cái gì cũng tốt, còn ngày nay thế nào thì tôi không quan tâm. Nhớ chưa, tác giả không nói đến đây, bạn đừng suy diễn. Nhớ chưa ạ? Đúng rồi, đáp án chính xác ở đây sẽ là số mấy đây? Số 2 nhá, chốt lại đó là phương án số 2. Nhớ chưa? Đúng không? Đấy, tức đọc hiểu. Ngay cả mình cho các bạn đài trung văn hay chăng nữa, vì đoạn văn thì ok, nó sẽ ngắn gọn dễ nhìn rồi, nhưng mình sẽ thử thách các bạn bằng những bài trung văn nhá, đúng không? Chúng ta hoàn khoanh vùng được, mà khoanh vùng được là phải học cách dịch đúng, để dịch đúng được cái đoạn mà chúng ta khoanh vùng, đúng không? Đấy, thì chúng ta mới ra đáp án chính xác.
Đúng không? Đấy, ok, làm tốt đây này. Đúng không? Thì hôm sau chúng ta sẽ có thêm những cái bài đọc hiểu dài hơn, nhiều hơn nữa nhá.